Hello. Chào bạn. Hôm nay Văn Khánh đi chợ đêm trong thị trấn Bảo Lạc, gặp được hai cô gái rất là xinh đẹp luôn. Đây. Hai cô gái chào khán giả cái nhỉ. Xin hỏi tên gì nhỉ? Em à? Rồi, chào các bạn nhé, mình tên Phương, mình đến từ Sơn Lộ. Tên Phương à? Vâng, hôm nay rất vui mình được đi biểu diễn chợ đêm và các bạn ơi, Bảo Lạc có nhiều phong cảnh đẹp lắm, mời các bạn cuối tuần ghé thăm Bảo Lạc chơi nhé. Còn bạn này tên gì nhỉ? Tên là Hà. À. Vâng. Cô Hà. Vâng. Cô xinh gái nhất. Thế cho mình xin hỏi phong tục ở đây chợ đêm ấy nó ra vào thứ mấy nhỉ? Vào thứ bảy hàng tuần ạ. Vào thứ bảy hàng tuần. Vâng. Thế thứ bảy hàng tuần lên đây còn được thưởng thức văn nghệ, quảng bá văn hóa con người nơi đây và có nhiều món đặc sản nữa ạ. Xin mời các bác ghé thăm Bảo Lạc chơi. Vâng. Bác là vị lãnh tụ đại nhân, tới bác là biết dân biết nước, bác mong hằng tổ quốc bình an, đại dân tộc từ nam chí đoàn kết tinh tết sắc ngoại xâm, nhằng sắc lầu ni khẩu đông thay ta tiết xuyên cầu bác xin.
đến tết sắp sớm toàn dân lá tình cầm ba phôi, nhân dân là lập hội xin đều tết sắp phát mì tiểu khói nước nước mì mà sớm lửa nước hay đón là bầu dù đây dù ổn tỏ bác son dân con thương cầm tép liệu sắc mị bằng ổn thỏa tiết xiên câu bạc chất hà mùa xuân tép sắc mị ngoại sâm khói nước đầy thống nhất tổ quốc bình yên tòng nước đẩy tiến lên xã hội chính sách để thay đổi từng tí lo hơn dân dầu mì của cái đầy trên đây du ngã nhãn dân nhân dân thương mỏi cần sung sướng hết chín theo định hướng đảng bác son toàn dân lã trương bác mái ơn bác hồ vĩ đại ngồi xong cầm thân này cuối cùng chúc trở đêm mỏi cần ở quay đẩy thành công tốt đẹp nọ ngầu bạc năng bạn tính thấy tan tèm nhân phàm âu đông lâm hư nước âu anh phục hư dân tèm tàn bọn ngoại sống tính nước đầy hóa bình văn gió nghi cờ đánh bên kho bán khó mương bên đường tẹp tàn bòn dâng biết